55. Trà thuốc của bác Lý là chứng cứ vô cùng hữu hiệu, chỉ cần tìm được nó là có thể khởi tố Lâm Húc Nghiêu. Phải phải. Hơn nữa bác Lý nói trà thuốc đó được giấu ở căn phòng liên quan tới Lưu Hoài Cẩm. Đội trưởng, anh sống trong Lâm phủ lâu như thế, anh biết chỗ đấy là ở đâu không? Lúc tôi ở Lâm phủ, Lưu Hoài Cẩm đã chết rồi, tôi không biết. Chúng ta có thể nhờ chị dâu giúp mà, lấy lý do về thăm nhà, quay về đó tìm trà thuốc giúp chúng ta được mà. Không được, như vậy sẽ khiến Lâm Húc Nghiêu nghi ngờ. Quá nguy hiểm, không được. Vậy hết cách rồi. Phải rồi, tôi có đem tẩu thuốc của lão gia tới. Anh xem có phải là cái này không? Phải, đây mới là cái tẩu thuốc của cha tôi. Được rồi, anh cứ giữ lại đi. Tốt xấu gì cũng là di vật của lão gia. Khi nào chúng ta khởi tố Lâm Húc Nghiêu, đây cũng có thể coi là một trong các chứng cứ, phải không? Đúng thế, tôi đi xin lệnh bắt giữ trước. Được, tôi đi đây. Được. Yên Chi, anh vẫn chưa trả khóa trường mệnh cho em. Bây giờ đã tới lúc rồi. Hóa ra là thế. Nếu lấy được chai thuốc đó thì có thể uy hiếp Lâm Húc Nghiêu, giao gậy đầu rồng và qua tay trân châu. Tới lúc đó có thể lấy được kho báu thì có thể quyên góp cho đất nước và người nghèo, cũng coi như an ủi được mẹ phần nào. Không được để kho báu rơi vào tay kẻ ác ma như Lâm Húc Nghiêu. Xem ra mình phải tới Lâm phủ rồi. Lâm lão gia, thế nào, người đâu? Tôi đã nghe ngóng rồi, quản gia của quý phủ đang cấp cứu trong bệnh viện. Cậu có cách nào chặn được miệng lão ta không? Cách thì có, nhưng giờ có rất nhiều cảnh sát canh chừng ở bệnh viện. Xử lý ông ta quá là mạo hiểm. Muốn bao nhiêu? 200.000, được. Thêm một con số không nữa. 2 triệu. Tham ghê nhỉ. Lâm lão gia, ông có thể không trả tiền, nhưng bác Lý mà được cứu sống, không biết ông ta sẽ nói gì với cảnh sát nữa. 2 triệu thì 2 triệu, làm việc gọn gàng giàu. Trên người ông ta có một cái tẩu thuốc, cậu phải đem nó về cho tôi. Được, bây giờ tôi sẽ đi giết lão ta. Tao không đòi gì mày, mày đừng có mà chọc tao. Có tin tao tẩn mày không, nghe chưa? Đừng đánh, đừng đánh. Tưởng ông đã giải động vào sao? Hôm nay phải trả tiền cho tao. Nói cho mà biết, đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Giỏi thì ra đây. Đừng đánh nhau nữa, đừng đánh. Đánh nữa là về đồn, hôm nay phải trả tiền cho tao. Đủ rồi, có ai vô lý như hắn không chứ? Hôm nay phải trả tiền cho tao, hắn cứ đòi tiền tôi. Sao tôi phải trả cho hắn chứ? Hôm nay ở đây có cảnh sát, để cảnh sát phân tích xem sao. Có ai như mày không, cứ mở miệng là lừa đảo người ta. Cẩn thận tao tẩn mày. Đừng cãi, đừng cãi nữa. Nói, cậu thuốc đâu rồi? Nói thì tôi sẽ tha mạng cho ông. Tôi giao cho cục cảnh sát rồi. Cục cảnh sát? Đã nhớ những gì khi nãy tôi nói với cô chưa? Tôi sẽ về nhanh thôi. Cha, Bích Quân, sao con lại về thế? Con sợ cha cô đơn nên về ở vài ngày cùng với cha. Phải rồi cha, cha định đi đâu thế? Đi linh tinh thôi. Được, vậy cha đi nhé. Con về phòng trước đây.
Bất hợp. Canh chừng tiểu thư, xem nó về làm gì. Nếu cô không canh chừng được thì không cần ở trong phủ làm việc nữa. Dân lão gia. Đại tiểu thư, sao cô lại về thế? Lần này tôi về để lấy chai thuốc mà bác Lý giấu trong lâm phủ. Chai thuốc này là vũ khí, có thể kiểm soát lâm hút nhiêu. Phải rồi, em có biết chai thuốc đó giấu ở đâu không? Chuyện này em không rõ. Bác Lý nói với cô sao? Ông ấy đâu rồi? Giờ bác Lý đang ở bệnh viện, sống chết chưa rõ, là Lâm Húc Nghiêu ra tay. Hình như bên ngoài có người. Thủy Tiên, hết việc rồi, em ra ngoài được rồi đấy. Dân tiểu thư. Tôi đang nghĩ trong thời gian này nhất định Lâm Húc Nghiêu sẽ luôn để ý tới tôi. Tôi sẽ ở Lâm phủ thu hút sự chú ý của Lâm Húc Nghiêu. Em chịu trách nhiệm tìm cái thuốc này cho tôi. Dâng. Nhưng cô nói thế hình như em từng thấy một chai thuốc thật, được đặt trong phòng ngủ lúc trước của phu nhân. Vậy sao? Em biết chỗ nào trong phòng ngủ hay không? Trong ngăn kéo dưới bàn trang điểm ạ. Được đặt cùng một đống nước hoa. Nếu không nhờ có chúng, chắc em cũng không để ý. Được đặt cùng lọ nước hoa. Không thể nào. Mẹ tôi cất đồ lúc nào cũng phân loại rõ ràng. Do thói quen của bà ấy, không đời nào để như thế. Tôi đang nghĩ chưa biết chừng chai thuốc này là do bác Lý giấu. Thảo nào, bác Lý không cho bất cứ ai lại gần căn phòng đó. Quá ra trong căn phòng đó có bí mật lớn như thế. Lần trước Bách Hợp mở cửa phòng đó, chắc cô ấy có chìa khóa. Em có thể tìm cách lấy được chìa khóa. Tốt quá rồi. Nhưng Thủy Tiên, em phải nhớ, nhất định phải cẩn thận, không được để Bách Hợp biết chuyện này đâu. Dân, em biết rồi tiểu thư. Vậy em ra ngoài trước, nếu không chúng ta sẽ bị nghi ngờ mất. Đi đi. Thiếu gia. Tiền Trọng Kiệt lại tới nữa. Cậu ta muốn gặp tiểu thư Yên Chi. Anh ấy không phải đến con cũng không cần sao? Đến tìm tôi làm gì? Anh nói với anh ấy là tôi không muốn gặp. Cậu ta nói có thứ quan trọng muốn trả cho cô. Nhất định chẳng quý gì tốt đâu. Không được. Lát nữa mình phải chọc tức anh ấy mới được. Anh Doanh, anh đi cùng em đi. Em đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo mà. Đi thôi. Anh Doanh, anh xem này, em sắp đan xong chiếc áo len này rồi. Anh có muốn ướm thử xem vừa da hay không không? Nào, quay lại. Cũng vừa lắm. Anh thích không? Làm gì? Anh Doanh Chiến, lại có người ghen ăn tức ở rồi. Thật ngại quá, phiền anh tránh mặt cho. Nói đi, tìm em có việc gì? Em đúng là không có đầu óc, quên cầm đồ, hai anh đi đường xa tới đây. Em đúng là không có đầu óc, hay quên trước quên sau. Nhưng có một điều em nhớ rõ mồn một, đó là hai ta từ nay về sau không còn liên quan gì nữa. Tại sao anh còn tới chứ? Không còn liên quan chứ gì. Xem ra em không cần thứ này rồi. Anh còn không biết ngại mà nói sao? Rõ ràng anh lấy của em mà. Trả đây. Muốn lấy lại, trừ khi em gửi bỏ những lời vừa nói. Tiền Trọng Kiệt, anh trẻ con thật đấy.
Ví dụ em rút lại những lời đó thì đã sao? Thì cũng không có nghĩa em dương vấn anh. Nhìn biểu cảm nửa sống nửa chết của em thì anh đã biết. Dạo này em luôn nhớ tới anh. Anh... Thế nào rồi? Tôi đã giết lão giúp cho ông rồi. Có điều gì? Nhưng tổ thúc giờ đang ở cục cảnh sát. Cục cảnh sát sao? Lâm lão gia, tôi đã giết lão giúp cho ông rồi. Có phải chúng ta nên... Cậu yên tâm đi, tiền tôi sẽ trả cho cậu. Lát nữa tôi kêu người dẫn cậu đi lấy. Đa tạ Lâm lão gia. Cục cảnh sát sao? Đổng Cao Thăng đi hối lộ Đổng Cao Thăng sao? Không được, lỡ như để lại điểm yếu gì. Đổng Kỳ Kỳ có rồi, đem chuyện mình dùng súng có tiền Trọng Kiệt uy hiếp Đổng Kỳ Kỳ để cô ta lấy tổ thuốc ở cục cảnh sát. Lâm lão gia, sao thế? Đi lấy tiền cho tôi đi chứ. Được, chúng ta đi. Tiền Trọng Kiệt, anh rốt cuộc có biết thế nào gọi là mặc dày vô liêm sỉ không hả? Anh mặc dày vô liêm sỉ, vậy thì em không giữ đạo làm vợ. Em là vợ của anh, đã đang áo len cho người đàn ông khác. Anh còn biết em là vợ của anh sao? Con mình anh còn không cần, thì anh muốn em làm gì? Chuyện đó em không nghe anh giải thích, đó vốn là một hiểu lầm mà thôi. Còn nữa, em đừng lấy con ra kích anh có được không? Anh bảo em này, chị của em và anh không có chút quan hệ gì hết. Bây giờ em theo anh về. Đi, em không về, em không về, anh bỏ em ra. Khóa trường mệnh. Đây là tính vật cha nuôi để lại cho em. Anh đã phá hỏng nó rồi. Anh không cố ý. Anh có. Anh đi ngay đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Đi đi. Được. Nếu mai em còn không về, anh cũng không khách sáo nữa đâu. Còn nữa, đừng đeo áo len cho người đàn ông khác. Nào, anh Tứ, cuối cùng anh cũng tới. Mấy hôm nay bọn em cứ như đám chuột đầu đường vậy đó, chẳng dám ra ngoài. Phải đó anh Tứ, đám Thái Đế và Thiên Hội suốt ngày rửa bắt chặn đánh, bọn em không dám ra ngoài kiếm can luôn. Anh Tứ, anh mà còn không tới, hai đứa em chết đói mất đó. Phải đó, đói thì ăn nhiều vào. Tôi đã nói với các cậu rồi, chỉ cần anh Tứ này sống sót trở về thì sẽ không bạc đãi các cậu. Anh Tứ, tiếp theo chúng ta làm sao đây? Ăn no uống say xong thì ngủ một giấc cho đã. Tôi sẽ kể cho các cậu biết dự định của tôi. Anh Tứ, nào, bọn em kính anh. Bọn em kính anh một chén. Nào, cạn. Thiếu gia, Lục La, khi nào dọn dẹp thì bỏ cái áo len này đi. Thiếu gia, đây không phải thứ phu nhân đang cho cậu.
Chiếc áo len kia nãy là đang cho tiền Trọng Kiệt phải không? Sao anh biết? Vừa nãy anh thử rồi, rõ ràng không phải cỡ của anh. Em xin lỗi anh Doanh, em làm thế chỉ để chọc tức anh ấy mà thôi. Ngưỡng mộ tên đó thật, có người vợ tốt như thế mà không biết trân trọng. Vậy ngày trước anh và chị em là như nào thế? Hai bọn anh tuy rằng chưa từng cãi nhau, đấu võ mồm, nhưng trái tim của hai người lại rất xa cách nhau. Cô ấy chưa từng mở lòng với anh. Mỗi lần anh lại gần, cô ấy lại trốn ra xa. Có lẽ chị ấy có nỗi khổ tâm riêng. Mong là thế. Yên Chi, nể tình em đang áo len cho anh, anh sẽ tha thứ cho em lần này. Tay áo bên này, mình phải tìm cách để bù lại mới được. Xem ra lão gia phân tích không sai. Lần này tiểu thư về quả nhiên có mục đích khác. Mình phải nói cho lão gia biết. Lão gia, vào đi. Lão gia, khi nãy thủy tiên trộm lấy một chiếc chìa khóa dưới gối của con. Chìa khóa nào? Là chìa khóa phòng ngủ của phu nhân. Phòng phu nhân sao? Tôi biết rồi, cô đi đi. Vâng. Nửa đêm canh hôm, ở đây làm gì? Không làm gì cả, con chỉ đang nhớ mẹ thôi, nên muốn vào xem sao. Tay con cầm gì thế? Không có gì, không cầm gì hết. Đưa cho ta. Đây là thuốc ta cho mẹ con uống khi bà còn sống. Không hay rồi, tiểu thư bị lão thư bắt rồi. Nhất định lão gia sẽ nghĩ tới là mình lấy chìa khóa cho tiểu thư. Không được, mình phải trốn ra ngoài trước, rồi tìm cách cứu tiểu thư sau. Dùng để làm gì? Ông biết rồi mà còn hỏi. Mẹ tôi vì chai thuốc này mà chết. Bề ngoài thì tưởng là thuốc mê, nhưng thực chất nó chứa thuốc độc mãn tính. Mới đầu tôi còn thấy lạ, vì sao lần nào mẹ tôi đi viện về, bệnh tình lại càng trở nặng hơn. Sau đó tôi lén trốn ra khỏi Lâm phủ, mất bao thời gian để tìm ra manh mối. Cuối cùng tôi cũng hiểu, hóa ra mẹ tôi trúng độc nặng từ lâu, chất độc đã ngấm vào nguyệt cao quan. Lâm Húc Nhiêu, tất cả đều do ông gây ra, có phải vậy không? Xem ra ta đã đánh giá thấp con. Để điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ mình, thậm chí con còn kéo các em gái của mình vào. Làm vậy tôi cũng rất là đau lòng. Nhưng vì duyên nguyện của gia tộc chúng tôi, để lấy lại kho báu khổng lồ của gia tộc mình, tôi chỉ đành làm thế thôi. Chỉ tiếc ông trời không giúp cho con. Bây giờ con còn kéo cả bản thân mình vào. Ông bỏ tôi ra.
Bỏ tôi ra. Yên Chi, anh Doanh Chiến, em có điện thoại của em sao? Ai lại gọi tới tìm em vậy chứ? Đổng Kỳ Kỳ. Cũng kỳ lạ thật, lần nào em đổi chỗ cô ta cũng đều tìm được. Làm phóng viên đúng là thần thông quảng đại. Đổng Kỳ Kỳ tìm mình chẳng tốt đẹp gì. Bỏ đi, mình cứ nghe thì hơn. Cô ta mà tìm tới tận cửa thì anh Doanh lại đau đầu. Anh Tứ, mới sáng sớm gọi bọn em dậy làm gì thế? Hai đứa mỗi đứa tìm một bao tải cho tôi. Tìm bao tải làm gì? Đựng tiền, đựng tiền, đựng tiền. Anh Tứ, đựng tiền gì thế? Bảo tìm thì cứ tìm đi. Nói nhiều thế làm gì? Mau lên đi. Đi thôi, đi mau. Rượu của ngài đây. Đừng khách sáo. Đổng Kỳ Kỳ, cô tìm tôi có việc gì? Tôi có việc cầu xin cô. Cầu xin tôi. Sao có thể chứ? Với tính cách của tôi, giống như tôi không nên tới cầu xin cô. Nhưng vì Trọng Kiệt, Lâm Bích Quân, cô giúp tôi khuyên Trọng Kiệt đi. Khuyên anh ấy. Đổng Kỳ Kỳ, cô đang giở trò gì thế? Không phải vậy đâu. Chuyện là thế này. Sáng nay ở tòa soạn, tôi nhận được bức thư của Lâm Húc Nghiêu. Bức thư này uy hiếp tôi, nói là nếu không trộm tổn thuốc của tiền chính lương ở cục cảnh sát đem trả cho ông ta sẽ loan tin chuyện Trọng Kiệt làm mất súng cảnh sát với tất cả mọi người. Sao cơ? Lâm Húc Nghiêu ra tay thật sao? Vậy tòa soạn các cô có đăng tin này không? Cô yên tâm đi, tôi đã thu hồi bức thư đó lại rồi. Có điều, Lâm Húc Nghiêu chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu. Lỡ như ông ta tới tòa soạn khác, thì tôi hết cách rồi. Vậy tại sao Lâm Húc Nghiêu lại viết thư cho cô chứ? Chắc chắn ông ta biết, với tính cách của Trọng Kiệt, anh ấy sẽ không chịu trói buộc. Ông ta biết tôi là con gái của Đổng Cao Thăng, lại luôn nặng tình với Trọng Kiệt. Cho nên, ông ta mới uy hiếp tôi. Cũng đúng. Trọng Kiệt có biết tin này chưa? Thuốc phá thai mà cô thấy trong bệnh viện thực ra là tôi mua. Sau khi Trọng Kiệt biết chuyện này đã không muốn gặp tôi nữa rồi. Cho nên tôi chỉ đành xin cô đi khuyên anh ấy mà thôi. Lỡ như Lâm Húc Nghiêu công khai chuyện này với truyền thông, nhóm người Doanh Chiến chắc chắn sẽ không tha cho Trọng Kiệt. Đổng Kỳ Kỳ, lúc trước tôi thấy cô là người xấu. Nhưng từ hôm nay, tôi không còn thấy như thế nữa. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Không nói nhiều vậy nữa, cô mau đi khuyên Trọng Kiệt đi. Bây giờ tôi sẽ về cục cảnh sát tìm cách. Được. Tiền Trọng Kiệt ơi là tiền Trọng Kiệt. Lẽ nào kiếp trước em là anh hay sao chứ? Khi nào con nghĩ thông suốt, đưa chiếc qua tay trân châu cuối cùng cho ta, thì ta sẽ thả con ra ngoài.
Yên Chi, em về rồi. Em không phải đâu Tiền Trọng Kiệt, anh hiểu lầm rồi. Không Yên Chi, về là tốt rồi. Sau này anh sẽ không quả trách em nữa. Tiền Trọng Kiệt, khoan nói những điều này. Em có chuyện quan trọng cần nói với anh. Anh mau rời khỏi chỗ này đi. Rời khỏi đây nghĩa là sao? Anh hiểu rồi. Em sợ chị em nhìn thấy chứ gì. Không phải, em chỉ muốn nói với anh, em muốn anh mau rời khỏi Thượng Hải đi. Tại sao phải rời khỏi Thượng Hải chứ? Cha anh, anh của anh đều được mai táng ở đây. Cũng chị em cũng ở đây. Tại sao bảo anh rời khỏi Thượng Hải chứ? Tiền Trọng Kiệt, Trọng Kiệt, em nghiêm túc đấy. Anh nghe em khuyên, anh rời khỏi Thượng Hải đi được không? Yên Chi, đội anh bị sắp đánh rồi sao? Em vừa về để đuổi anh đi. Đầu anh mới bị sắp đánh đó. Để nào em nói còn không rõ ràng sao? Em không muốn gặp lại anh. Em muốn anh rời khỏi Thượng Hải, không được sao? Anh nhìn em làm gì? Em nói không rõ ràng sao? Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Em bảo anh rời khỏi Thượng Hải. Em bảo anh rời khỏi Thượng Hải, phải cho anh một lý do chứ. Mình không còn nói cho Tiền Trọng Kiệt biết chuyện thư nạc danh. Do tính cách của anh ấy, nếu biết Lâm Húc Liêu đang uy hiếp anh ấy thì càng không rời khỏi Thượng Hải. Tới khi đó chỉ hạ anh ấy mà thôi. Mình phải tìm cách lừa anh ấy rời đi. Anh muốn nghe lý do chứ gì? Được, bây giờ em nói cho anh biết. Diệm sắp kết hôn với anh Doanh Chiến rồi. Được chứ? Chiếc áo len này vốn không phải cho anh, là em đang canh Doanh Chiến. Tiền Trọng Kiệt, anh muốn ở lại Thượng Hải nhìn hôn lễ của em với Doanh Chiến sao? Em nói dối. Lục la cho anh biết kỳ chiếc áo len này rồi. Từ ngày em gả cho anh đã bắt đầu đang cho anh rồi. Hơn nữa cửa áo cũng là của anh. Em giúp như thế nào đây? Chuyện này còn cần giải thích sao? Anh là người thông minh lắm cơ mà. Để là anh cho rằng con người mãi mãi không thay đổi hay sao? Em thay lòng rồi. Vì em thay lòng rồi, em không yêu anh nữa được chưa? Tiền Trọng Kiệt, sao anh cứ ngoan cố như vậy chứ? Thiếu gia, cảnh sát mình gọi điện nói có việc gấp cần tìm cậu. Bây giờ em nói gì anh cũng không quan tâm. À, tại tiệm anh có việc gấp, anh phải ra ngay. Em tốt nhất không ngoan ở đây cho anh. Cho dù em đi tới chân trời gốc bể, anh cũng sẽ bắt em trở về. Tiền chúng ta, anh đúng là bị chúng ta rồi. Bán rẻ đây, bán rẻ đây. Đi. Anh Tứ, chúng ta đi đâu nhận tiền thế? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tôi trông tiền trong gốc cây nhỏ gần Lâm Phủ. Những 2 triệu đấy. 2 triệu, 2 triệu. Nhiều quá anh Tứ. Em sợ ba chúng ta không cầm được nhiều tiền như thế đâu. Chả có tiền đồ gì, chơi nhiều tiền sao? Thế thì là ít thôi. Không phải, không phải. Anh Tứ, em không có ý đó. Ý của em là... em lo bao tải của chúng ta không chứa được nhiều tiền như thế. Này, đừng hả hay nữa. Đại Bang, Đại Bang, hai cậu mau đi đi. Tôi tự lo liệu được. Đi mau đi. Lên. Anh Tứ cẩn thận đó. Cẩn thận nhé anh Tứ. Đại Bang. A Tứ. Lại gặp nhau rồi Đại Bang. Chạy đi. Sao không chạy? Chạy gì chứ anh Đại Bang? Em đang định lấy tiền đi hiếu kính với anh đây. Bắt lấy nó. Đại Bang, anh định làm gì? Để ta lên đây. Qua đây. Đừng, đừng manh động. Nhìn cái gì? Anh định làm gì? Đi mau. Tránh ra. Đừng, 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 đừng. Chém. Thủy Tiên, sao cô tới đây? Nhị tiểu thư, Tiền thiếu gia đâu rồi? Anh ấy ra ngoài rồi. Có chuyện gì không? Lúc quan trọng vậy sao cô ấy lại ra ngoài được chứ? Cô biết cô ấy đi đâu không? Xảy ra chuyện gì rồi? Em nói cho tôi biết đi. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, chị tôi làm sao? Em nói mau đi Thủy Tiên. Đại tiểu thư bị Lâm Húc Nhiêu nhốt lại rồi. Cái gì? Chị ấy là người con gái sống cùng Lâm Húc Nhiêu những 18 năm. Sao mới lại nhốt chị ấy lại được chứ? Em nói thật đấy.
Hôm qua chị ấy về Lâm Phủ để lấy chai thuốc mà bác Lý để lại. Buổi tối đi trộm chìa khóa cái đại tiểu thư. Kết quả lúc đại tiểu thư lấy chai thuốc đã bị Lâm Húc Như bắt được. Em cũng bị ông ta phát hiện rồi. Bây giờ tiểu thư chắc đang bị nhốt ở trong phòng củi. Nhị tiểu thư, cô đi tìm cô gia để cứu cô ấy đi được không? Được rồi Thiếu Tiên, em đừng sốt ruột. Thế này, em đi tìm chỗ trốn trước đi đã. Đừng để Lâm Húc Như phát hiện được. Em yên tâm đi, nhất định tôi sẽ tìm cách cứu chị ra ngoài. Mau đi đi. Cẩn thận đấy Thủy Tiên. Vâng. A Tứ, tiền ở đâu? Bây giờ dẫn tao đi. Lần này mày còn dám lừa tao, tao sẽ nhốt mày vào dùng lợn rồi ném xuống sông Hoàng Phố. Anh Đại Bang, em không lừa anh, em không lừa anh đâu. Bây giờ em dẫn anh đi. Đi thôi, em dẫn anh đi. Đi mau. Nhìn gì mà nhìn? Đi đi. Đi trước dẫn đường đi. Đi ra chỗ khác. Nhìn gì mà nhìn? Đội trưởng, lệnh lục soát đã được duyệt rồi. Bây giờ chúng ta tới Lâm Phủ, có thể lục soát được rồi. Chỉ cần tìm được chai thuốc mà bác Lý nói, chúng ta có thể định tội Lâm Húc Nghiêu rồi. Không, Lâm Phủ nhiều tai mắt. Bây giờ chúng ta qua đó rất dễ đánh rắn động cỏ. Chi bằng thế này, tối nay chúng ta hẳn qua, làm ông ta trở tay không kịp. Anh nói có lý. Vậy giờ tôi về sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người, hay là anh đi cùng tôi đi? Nếu không tôi không biết phải làm sao. Cậu yên tâm đi, tuy rằng bây giờ tôi không phải là cảnh sát, nhưng vụ án này liên quan tới tôi, nhất định tôi sẽ giúp cậu. Được, giờ tôi đi trước đây. Anh Bang, A Tứ, nể mặt chỗ tiền này, tao sẽ cho mày ra đi nhanh gọn. Đừng mà. Anh Đại Bang, em còn có thể giúp anh lấy được nhiều tiền hơn nữa. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi, không thì 2 triệu tệ này từ đâu mà có. Cũng được. A Tứ, mày lừa tao nhiều lần như thế, tao giết mày nhanh thế thì hời cho mày quá. Phải, tao cho mày 3 ngày, mày kiếm thêm 2 triệu cho tao. Nếu không, thằng nhóc mày chắc hiểu rồi chứ. Hiểu ạ. Đừng hòng chạy. Thượng Hải rộng lớn là vậy, không có chỗ nào Đại Bang này không tìm được. Anh Đại Bang, em biết chạy đi đâu được chứ? Em chắc chắn không chạy đâu. Em không chạy đâu ạ. Không chạy đâu ạ. Các anh em, cầm tiền đi cho tôi. Ai?
vào. Cảnh sát, mọi người định làm gì thế? Làm gì? Điều tra chứ sao? Chúng tôi đang nghi Lâm Húc Nhiêu có liên quan tới án mạng của Lưu Hoài Cẩn. Tránh ra, đang đêm hôm, lão gia chúng tôi nghỉ ngơi rồi. Hay là hôm khác các anh hãy tới. Điền thiếu gia, đi ra chỗ khác. Lão gia chúng tôi nghỉ ngơi rồi. Trọng Kiệt, đến giờ lúc này sao không báo một tiếng thế? Nào, chuẩn bị trà long tỉnh ngon nhất cho các cảnh sát. Dân, ông chủ Lâm, chúng tôi không tới uống trà đâu. Chúng tôi tới lục soát. Đây là lệnh lục soát. Lâm Húc Nhiêu, chúng tôi nghi ngờ ông liên quan tới vụ án của Lâm Hoài Cẩn. Tuân lệnh đến điều tra. Lục soát cho tôi. Dân, dân. A Tài, tôi khá rành Lâm Phủ, tôi cũng đi xem sao. Trọng Kiệt, ông chủ Lâm, chúng tôi chỉ lục soát mà thôi, sao phải căng thẳng, không làm hỏng đồ của ông đâu. Rốt cuộc có chuyện gì? Tôi là một thương nhân thành thật chất phát trên đất Thượng Hải. Thôi được, lục soát thì lục soát đi. Cậu định làm gì? Cậu định làm gì? Cậu định làm gì? Đứng dậy đi đại tiểu thư. Tại sao? Thả cô ra ngoài. Thả tôi ra ngoài. Tại sao thả tôi ra ngoài chứ? Tôi không ra. Tôi không ra ngoài. Chai thuốc đó là do tôi trộm. Các người đừng làm liên lụy tới người khác. Tôi không ra ngoài đâu. Đội trưởng. Đội trưởng. Chúng tôi lục soát khắp nơi rồi, không tìm thấy chai thuốc. Đã tìm ở phòng của Lưu Hoài Cẩn chưa? Tìm hết rồi, ngay cả mảnh kính cũng không có. Rõ ràng là Mốc Nghiêu đang nhắc nhở mình là súng cảnh sát có tiền Trọng Kiệt giết Doanh Tiếu Thiên. Được rồi, đừng tìm nữa. Chứng cứ đã bị tiêu hủy rồi.